Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 24 giờ TV để cùng nhau cập nhật những thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức đáng chú ý có trong ngày hôm nay. Trong bản tin thể thao nóng nhất 24 giờ hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những thông tin nóng sau đây. Kia Ti Sắc truyền cảm hứng đến các tài năng trẻ bóng đá Việt Nam Bận rộn cùng đội Hoàng Anh Gia Lai gấp rút chuẩn bị cho vòng 3 V-League 2021 gặp Bình Định vào ngày 31 tháng 1 tới, nhưng Zico Thái vẫn dành thời gian giao lưu, truyền cảm hứng cho các tài năng tương lai của bóng đá Việt Nam. Nhận lời mời giao lưu với cầu thủ trẻ của trung tâm bóng đá Ngọc Hùng, vốn lặn lội từ thành phố Hồ Chí Minh lên hàm rồng của Gia Lai, cựu danh thủ Thái Lan Kia Sắc tâm sự những lời gan ruột nhằm giúp các em phấn đấu thành tài. Trước 50 học viên của trung tâm bóng đá Ngọc Hùng, huấn luyện viên Kia Sắc không ngại trải lòng bằng tiếng Việt. Ngày xưa thầy khổ lắm, nhờ đá banh mới có được như bây giờ. Các em cố gắng đá banh giỏi sẽ có tiền, có tương lai, thành ngôi sao như văn toàn chẳng hạn. Huấn luyện viên Kia Sắc nhắn nhủ các cầu thủ trẻ rằng phải hết sức tập trung cho tập luyện, đừng sợ mệt, đừng sợ khổ, đừng làm biếng mà nỗ lực tập kỹ thuật, lớn hơn thì tập thêm chiến thuật thể lực. Huấn luyện viên Lưu Ngọc Hùng, người tổ chức chuyến đi cho biết rất trân trọng những gì mà huấn luyện viên Kia Sắc tâm sự cùng lũ trẻ. Ngoài giao lưu với huấn luyện viên Kia Sắc, các cầu thủ nhí trung tâm bóng đá Ngọc Hùng còn được giao lưu chụp hình với các thần tượng là Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn và còn được phía Hoàng Anh Gia Lai xếp đá hai trận giao hữu với các em khóa năm học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Huấn luyện viên Lưu Ngọc Hùng chia sẻ, đây là trải nghiệm rất bổ ích cho các em. Ngoài được gặp trực tiếp thần tượng, các em còn được tiếp xúc với môi trường bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam, được thể hiện năng lực khi thi đấu giao hữu. Đã đến lúc áp dụng công nghệ va cho V-League. v, -Lick. v -Lick đang chờ công nghệ va để hạn chế sai sót của trọng tài. v 2021 mới đi qua được hai vòng đấu, tuy nhiên công tác trọng tài bắt đầu nhận được nhiều phản ứng từ một số câu lạc bộ. Trong số những phản ứng đó, không hoàn toàn là không có lý. Điển hình như trường hợp huấn luyện viên Phạm Minh Đức phản ứng quyết định của trọng tài Nguyễn Ngọc Châu trận Hà Tĩnh gặp Thành phố Hồ Chí Minh. Trọng tài Châu đã phạt Kelly thẻ vàng thứ hai vì lỗi phản ứng. Tuy nhiên huấn luyện viên Phạm Minh Đức đã nói rằng Kelly không chửi thề mà chỉ chạy lại phân trần, không hề có thái độ phản ứng thái quá. Ông Đức cho biết nếu có va thì Hà Tĩnh đã không bị thiệt thòi. Tôi nghĩ ban tổ chức nên dùng góc quay của các đài truyền hình để làm va. Thực tế, đã đến lúc mà các câu lạc bộ đã bắt đầu nghĩ đến công nghệ pha như một sự cứu cánh cho chất lượng trọng tài Vilic. Tuy nhiên, để áp dụng công nghệ va không hề đơn giản ở Việt Nam. Theo tính toán, để áp dụng pha thì cần mỗi sân vận động có tối thiểu 16 máy ghi hình và tổng đầu tư rơi vào khoảng 150.000 đô la Mỹ một sân. Đây là chi phí không tưởng. Bởi so với chi phí đầu tư hoạt động cho 14 câu lạc bộ tại Vilic chỉ rơi vào khoảng 50 triệu đô la Mỹ một năm. Đến mùa giải 2019, VPF đã lên kế hoạch sẽ sử dụng pha ở những trận cầu tâm điểm hoặc những trận đấu có ảnh hưởng tới cuộc đua vô địch hay trụ hạng. Để chuẩn bị cho kế hoạch này, VPF cũng đã tham khảo nhiều mô hình có va để triển khai. Tuy nhiên do chi phí quá đắt đỏ nên VPF và các đối tác đưa ra phương án sẽ triển khai theo mô hình lưu động. Cụ thể họ sẽ mua thiết bị công nghệ từ nhà cung cấp do FIFA chỉ định, sau đó đơn vị thi công sẽ lắp đặt lên xe 16 chỗ với 8 màn hình tương đương 8 máy quay. Xe sẽ di chuyển đến từng sân khi có trận đấu. Nhưng cái khó của việc sử dụng VAR ở Việt Nam đó chính là phải thông qua Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Một khi cơ quan này chấp thuận thì VAR mới có thể áp dụng ở V-League. Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, kế hoạch này chưa thể thực hiện được. Sự trở lại của Bầu Đức là điều may mắn cho bóng đá nước nhà. Chỉ vòn vẹn trong 3 ngày, Bầu Đức dự khán hai trận đấu ở V-League 2021. Đó là một câu chuyện đặc biệt nếu nhìn lại quãng thời gian 5 năm qua. Hôm 24 tháng 1, Bầu Đức dự khán trận đấu ở sân thống nhất giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cách đó 2 ngày, ngày 22 tháng 1, Bầu Đức đến sân Pleiku xem Hoàng Anh Gia Lai hạ sông Lam Nghệ An 21. Như vậy chỉ có 3 ngày thì ông chủ Hoàng Anh Gia Lai có 2 lần ngồi ở khán đài V-League, một điều chưa bao giờ xảy ra trong 5 năm, năm qua. Bầu Đức xem V-League trên khán đài nếu tính trước trận Hoàng Anh Gia Lai gặp sông Lam Nghệ An là gần 2 năm rồi. Thế mới thấy những ngày qua Bầu Đức liên tục đến sân là một câu chuyện đầy thú vị với bóng đá nước nhà. Nói về tình yêu bóng đá, Bầu Đức không chỉ là người tình của bóng đá nước nhà, ông còn là người có công lao lớn nhất trong hai thập kỷ qua. Từ ngày v -lick lên chuyên nghiệp thì Bầu Đức là người đóng góp thay đổi cả diện mạo sân chơi này. Thế nhưng người tình của bóng đá Việt Nam đã có một quãng thời gian vắng bóng trên khán đài vì thương trường. Vị chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai bây giờ tóc đã hoa râm, không còn trẻ trung như cách đây 20 năm. Duy nhất một điều không thay đổi chính là tình yêu dành cho bóng đá. Bầu Đức trở lại khán đài cũng đồng nghĩa v -lick được lên giá, từ hiệu ứng truyền thông đến người hâm mộ, trong đó Hoàng Anh Gia Lai được nâng cấp để cống hiến nhiều hơn cho khán giả. Bằng chứng rất rõ là Hoàng Anh Gia Lai mời Kia Sắc về cầm quân, mua sắm một số cầu thủ chất lượng như Tuấn Linh, Hữu Tuấn. Hơn nữa, Bầu Đức theo dõi nhiều ở sân chơi V-League thì ông sẽ có nhiều hơn sự cảm nhận về bức tranh chung của bóng đá nước nhà ở hiện tại. Nên nhớ Bầu Đức là người có tư duy làm bóng đá dị biệt, từ chuyện dám nghĩ dám làm, dám thay đổi đều mang tính đột phá cho cả nền bóng đá. Đúng hơn một thập kỷ qua thì bóng đá nước nhà chia tay ít nhất 10 ông bầu, riêng Bầu Đức vẫn miệt mài cống hiến dù có thời điểm chuyện thương trường gặp rất nhiều khó khăn. Bây giờ bầu Đức có thể xuất hiện nhiều trên khán đài là câu chuyện may mắn cho bóng đá Việt Nam, hứa hẹn có thêm nhiều câu chuyện tích cực diễn ra trong thời gian tới. Lý Nguyễn, ngôi sao giữa dàn thợ máy. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mua một cầu thủ đã 34 tuổi, có lẽ không phải là để gánh tim. Cái mà họ cần ở Lý Nguyễn là bộ óc nghệ sĩ giữa một rừng thợ máy. Sau đúng 10 năm kể từ ngày rời câu lạc bộ Bình Dương, Lý Nguyễn mới xỏ giày đá một trận V-League. Không nhiều cầu thủ vừa kết thúc hạn cách ly, chỉ có hơn một ngày tập trung cùng câu lạc bộ đã được đá chính ngay, nhưng Lý Nguyễn là trường hợp đặc biệt. Thương hiệu của anh đủ thuyết phục huấn luyện viên Alexander Poking cho phép ông phá lệnh. Lý Nguyễn chơi 72 phút, vừa đủ thời gian trên sân để chứng kiến đội nhà ghi hai bàn, cầm chắc chiến thắng. Màn trình diễn của anh như ông Poking nhận xét ngắn gọn là tốt và khiến ông hài lòng. Mọi thứ xảy ra êm ả và suôn sẻ, nhưng chừng mực, không hào nhoáng, không rực rỡ, đúng như cách trở về của một ngôi sao đã xế chiều. Lần chia tay tiếc nuối, ở tuổi 34, Lý Nguyễn cập bến thành phố Hồ Chí Minh chắc chắn không phải để dưỡng già, nhưng nếu đội bóng kỳ vọng anh là người gánh tim thì nhiệm vụ đó dường như là quá nặng. Ngay cả thời trai trẻ, Lý Nguyễn thường được coi là một tiền vệ công tài hoa, chưa chưa phải mẫu cầu thủ định đoạt trận đấu. Năm 2009, Bầu Đức trong nỗ lực tìm lại ánh hào quang của gỗ, mời về Lý Nguyễn, lúc này đã rũ bỏ cái mắc ngôi sao sáng nhất làng bóng đá sinh viên Mỹ để làm kép phụ ở giải đấu chuyên nghiệp Hà Lan Đan Mạch. Dù không tỏa sáng một cách đều đặn tại các giải vô địch ở châu Âu, đẳng cấp và kinh nghiệm của Lee đủ để thuyết phục ông chủ họ đoàn, móc hầu bao, làm một cú chuyển nhượng dùm ben không thua kém thương vụ kia tí sắc Senamuang thuở trước. Lee Nguyễn khởi đầu với Hoàng Anh Gia Lai ngọt ngào như trăng mật. Với những bàn thắng liên tiếp, ra mắt bằng cú hat-trick vào lưới Sài Gòn United, những pha xử lý thông minh điệu nghệ ở đẳng cấp cao, Lee Nguyễn khiến người hâm mộ nô nước kéo đến xem anh thi đấu. Mùa bóng đầu tiên của anh với Hoàng Anh Gia Lai tạm coi là ổn, dù câu lạc bộ xếp hạng 6 chung cuộc với 12 bàn thắng và 16 kiến tạo ở cả V-League lẫn cúp quốc gia, cầu thủ người Mỹ có một giải đấu không đến nỗi nào. Tuy nhiên tương lai của Ly Nguyễn thay đổi chóng mặt khi Kiatisak được triệu về cầm sa bàn ở Hoàng Anh Gia Lai. Một rừng không thể có hai hổ, mâu thuẫn không cần che đậy giữa Ly và Sắc được giải quyết khi bầu đức gật đầu đẩy Ly Nguyễn về câu lạc bộ Bình Dương cuối năm 2010. Đất thủ cũng không phải trốn dung thân của Ly Nguyễn, anh chơi thân và kết hợp hoàn hảo với King Leandro, người có lối đá hảo hoa phong nhã nhưng lại va chạm với quyền lực lâu bền từ Filani. Lee mệt mỏi chơi nốt mùa 2011 rồi chia tay v không kèn không trống. Những gì diễn ra sau đó khiến người ta vừa băn khoăn vừa tiếc nuối cho năng lực thực sự của Lee Nguyễn. Khi anh có giai đoạn trói sáng trong sự nghiệp của mình cùng câu lạc bộ New England Revolution tại giải nhà nghề Mỹ, ghi 51 bàn trong 191 trận từ năm 2012 đến 2018. Thách thức của Poking Sau này, dõi theo những bước thăng tiến của Lee, người ta mới nhận ra anh thất bại ở v vì quá cô đơn chơi cho hai câu lạc bộ, Lý Nguyễn đều bị cô lập bởi huấn luyện viên hoặc đồng đội. Vì không dung nạp Lý Nguyễn và ở chiều ngược lại, lối sống tác phong của Lý Nguyễn cũng chưa thích nghi được với Vi Vì thế việc Lý Nguyễn chấp nhận về với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đầu mùa này khiến khá nhiều người bất ngờ. Dù sao thì Vi vẫn là bến đỗ khá dễ chịu so với tuổi nghề của Lý. Còn từ góc nhìn đội bóng, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mới chia tay công phượng Phi Sơn nên Lý Nguyễn có thể là giải pháp bù đắp vào khoảng trống. Cả Phượng và Sơn đều là những người có thiên hướng chơi kỹ thuật, Họ rời đi, để lại cho huấn luyện viên Poking toàn máy chạy và đấu sĩ như là bộ đôi Dario Junio và João Paulo, Ngô Hoàng Thịnh, Trần Thanh Bình, Lê Sĩ Minh, Lâm Ti Phong. Trong tình cảnh đó, một bộ óc tinh tế và đẳng cấp như Ly Nguyễn làm mảnh ghép còn thiếu để gắn kết các vị trí trên sân. Dù chưa đạt thể trạng tốt nhất, anh vẫn thể hiện được những bước di chuyển khôn ngoan, tạo khoảng trống thuận lợi mà nếu các đồng đội quan sát tốt hơn để truyền bóng, khả năng ăn bàn từ vị trí của Ly là rất lớn. Dĩ nhiên Ly Nguyễn chưa để lại dấu ấn rõ rệt, chiến thắng đầu tay của câu lạc bộ thành phố hồ chí minh cũng được trợ giúp không nhỏ bởi hồng lĩnh hà tĩnh bị mất người những ngày tiếp theo của Lee cũng dự báo nhiều khó khăn bởi với chiều cao 1 m 73 ngay từ 10 năm trước anh đã nếm đủ đòn từ các hậu vệ v vốn được trang bị kỹ năng săn tây thượng hạng bây giờ bài toán hóc búa của huấn luyện viên alexander poking là bằng cách nào vừa sử dụng ly nguyễn hiệu quả vừa bảo vệ anh khỏi các vấn đề của tuổi tác của cạnh tranh ở New England Revolution, Lee Nguyễn Thăng Hoa bởi anh chơi khá tự do để phát huy khả năng người không gian trống. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hẳn cũng chấp nhận dành cho Lee những đặc ân phóng khoáng, nhưng hiệu quả đến đâu thì còn phụ thuộc vào kỹ năng sinh tồn của anh cũng như khả năng nắm bắt cơ hội từ đồng đội. Tồn tại muôn thuở của bóng đá nội là khả năng chơi không bóng, ngay cả những người được đào tạo theo giáo án Tây từ nhỏ như đám trẻ nhà bầu Đức cũng còn yếu khoản này. Hoàng Anh Gia Lai bế tắc cả hiệp một trước sông Lam Nghệ An là bởi không tìm ra kẽ hở để truyền và chạy. Câu lạc bộ Hà Nội thua hai trận liền cũng là do chưa lấy lại được nhịp đập nhả tí tách như các mùa bóng trước. Vậy thì tậu một nghệ sĩ săn khoảng trống như Ly Nguyễn, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng cần nâng cấp tư duy dàn thợ máy của mình sao cho đồng điệu. Nếu không, e là lại một lần nữa người ta phải tiếc cho Ly sỏ nhầm giày. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh bóng đá 24 giờ TV. Các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn luôn được cập nhật những thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ kênh bóng đá 24 giờ TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.